Thưa quý vị, kênh VTC14 đã từng phản ánh về tình trạng sống chung với ô nhiễm mà chẳng biết kêu ai của rất nhiều hộ dân thuộc thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ của tỉnh Hải Dương. Khói đen đặc, mùi khét lẹt tỏa ra từ công ty sản xuất đế giày Senying khiến người dân vô cùng bức xúc. Điều đáng nói, theo ngành chức năng của huyện Tứ Kỳ, công ty này vẫn chưa hề làm thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường, mặc dù đã hoạt động chính thức gần 3 năm nay. Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tứ Kỳ, nhà máy sản xuất và gia công nguyên phụ liệu ngành giày Senying Xin Thành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Senying đặt tại thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Doanh nghiệp này đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh vào ngày 17 tháng 7 năm 2019. Tuy nhiên, các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường hoàn toàn chưa được doanh nghiệp thực hiện. Đặc biệt, lò hơi của nhà máy này cũng chưa có hồ sơ cấp phép vận hành nhưng đã đi vào hoạt động hơn 2 năm nay. 13 tháng 9 thì Ủy ban huyện lại nhận được cái phóng sự của VTC14. Đến 16 thì đã thành lập cái tổ kiểm tra và xuống làm việc với công ty. Và hiện tại thì đang trong quá trình tổng hợp hồ sơ chờ kết quả mẫu nước và khí thải để xử lý vi phạm hành chính nếu có. Trong quá trình hoạt động thì đến nay thì công ty vẫn chưa thực hiện cái thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường. Theo như luật mới, luật 2020 này thì họ phải thực hiện phải lập cái báo cáo cấp phép môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi đi vào hoạt động. Thì trong cái đấy nó đã tích hợp đầy đủ các cái giấy phép thành phần như giấy phép xả khí thải, nước thải, chất thải. Bà Thúy cũng cho biết thêm, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tứ Kỳ cũng đã từng làm việc với công ty Senying hồi tháng 2 năm nay. Sai phạm về việc chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý về môi trường, khi đó chỉ dừng ở mức nhắc nhở hoàn thiện. Ống khói này của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Senying là nguồn cơn của những bức xúc mà người dân thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương phải chịu đựng trong hơn 2 năm qua. Trên cột khói có chiều cao khá khiêm tốn, thường xuyên xuất hiện dòng khói đen đặc, ùn đùn lên như mây đặc, bao phủ phía trên nhà xưởng. Sau đó, theo gió, bay về phía khu dân cư. Phía bên hông nhà máy, đường ống nước này vẫn còn rỉ thứ nước thải có váng trắng ra môi trường. Đường mương nước thải bao quanh khuôn viên nhà máy, đặc biệt tại khu vực miệng cống nối từ phía trong nhà máy, cũng xuất hiện những váng trắng tương tự, thậm chí còn đậm đặc hơn.